Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 21 phẩm không phóng dật. Không phóng dật, đường sống. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết. Phóng dật như chết rồi. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường bị cuốn vào những lo toan, tham vọng và áp lực. Thế nhưng, có bao giờ bạn dừng lại để tự hỏi rằng liệu những điều mình đang theo đuổi có thực sự mang lại hạnh phúc lâu dài hay không? Hay đó chỉ là những ham muốn thoáng qua, làm cho ta mệt mỏi, chán nản và dần mất đi niềm vui trong cuộc sống? Câu hỏi này chính là trọng tâm của việc hiểu và thực hành lời dạy trong câu kệ Pháp Cú. Không phóng dật, đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, phóng dật như chết rồi. Ở đây, Phật đã dạy chúng ta một bài học quý giá về sự khác biệt giữa hai cách sống, sống tỉnh thức và sống buông thả. Phóng dật nghĩa là buông lỏng bản thân, không có kiểm soát hay ý thức đối với suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Ngược lại, không phóng dật là trạng thái sống trong sự tỉnh thức, tự chủ, biết suy nghĩ và cân nhắc trước khi hành động. Hai trạng thái này, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại quyết định toàn bộ cuộc đời của mỗi con người. Phóng dật là trạng thái mà con người bị cuốn vào những dục vọng và ham muốn tạm thời. Khi sống trong trạng thái này, chúng ta thường rơi vào vòng xoáy của tham lam, sân hận và si mê. Chúng ta luôn theo đuổi những điều mới mẻ, luôn mong muốn có được nhiều hơn, nhưng lại không bao giờ cảm thấy đủ. Điều này làm cho cuộc sống trở nên vô định, như con thuyền không có bến bờ, trôi dạt giữa đại dương của những ham muốn không bao giờ thỏa mãn. Tuy nhiên, hậu quả của việc sống buông thả không chỉ dừng lại ở việc mất đi sự bình an trong tâm hồn. Phật đã nhấn mạnh rằng phóng dật chính là đường chết. Khi tâm trí chúng ta bị chi phối bởi tham vọng, sân hận, và sự đố kỵ, chúng ta đánh mất khả năng nhận biết và cảm nhận vẻ đẹp thật sự của cuộc sống. Cứ như vậy, chúng ta tự đẩy mình vào những khổ đau không cần thiết, tự đẩy mình vào trạng thái chết, về mặt tinh thần, dù cơ thể vẫn sống. Người phóng dật có thể sống giữa cuộc đời, nhưng tâm trí của họ đã chìm trong những phiền não và khổ đau, chẳng khác nào người đã chết. Nhưng ngược lại, khi sống trong sự tỉnh thức, biết buông bỏ những ham muốn không cần thiết, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an. Không phóng dật, chính là đường sống. Người sống tỉnh thức sẽ không bị cuốn theo những tham vọng tầm thường, không để cho những cảm xúc tiêu cực chi phối. Họ sống một cuộc sống có ý nghĩa, biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại và cảm nhận hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất. Đó chính là ý nghĩa của việc không chết mà Đức Phật muốn truyền tải. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi ham muốn, hay sống một cuộc sống khổ hạnh, không có niềm vui. Phật giáo không dạy chúng ta xa rời cuộc sống, mà ngược lại, dạy chúng ta biết cách sống đúng đắn trong cuộc đời này. Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta có hay không những mong muốn, mà ở chỗ chúng ta có để những mong muốn ấy chi phối bản thân hay không. Một người tỉnh thức là người biết kiểm soát những cảm xúc và ham muốn của mình, không để chúng trở thành nguồn gốc của khổ đau. Họ không bị lạc lối trong những điều tạm bợ mà luôn hướng về sự giải thoát và an lạc lâu dài. Phật dạy rằng, người sống tỉnh thức là người không bị dục vọng điều khiển. Họ sống trong sự kiểm soát, biết dừng lại khi cần thiết, biết nhận ra sự vô thường của mọi sự vật, sự việc trong cuộc đời. Họ không chạy theo những ham muốn nhất thời, mà biết trân trọng những giá trị bền vững. Đó chính là con đường dẫn đến an lạc và giải thoát. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc phóng dật và không phóng dật, chúng ta có thể xem xét một ví dụ trong cuộc sống hàng ngày. Một người có thói quen tiêu xài hoang phí, luôn mua sắm những thứ không cần thiết chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn nhất thời, sẽ sớm rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, mất đi sự bình an trong tâm hồn. Ngược lại, một người biết sống tỉnh thức, biết kiểm soát chi tiêu và chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, sẽ có một cuộc sống thanh thản, không bị áp lực bởi tài chính hay những ham muốn vật chất. Không chỉ trong lĩnh vực tài chính, sự phóng dật còn xuất hiện trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Khi chúng ta để cho sự tức giận,
đố kỵ hoặc sợ hãi chi phối, chúng ta cũng đang sống trong sự phóng dật. Chúng ta mất kiểm soát và để cho những cảm xúc tiêu cực làm tổn thương bản thân và những người xung quanh. Nhưng nếu chúng ta biết kiềm chế, biết lắng nghe và nhận diện cảm xúc của mình, chúng ta sẽ không bị những cảm xúc đó điều khiển. Đó là sức mạnh của sự tỉnh thức. Tóm lại, phóng dật và không phóng dật là hai con đường đối lập nhau. Phóng dật là con đường dẫn đến khổ đau, đánh mất sự kiểm soát bản thân và làm cho cuộc sống trở nên hỗn loạn. Ngược lại, không phóng dật là con đường dẫn đến an lạc, giải thoát và hạnh phúc thực sự. Sự tỉnh thức không chỉ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà còn giúp chúng ta nhận ra những giá trị thực sự của cuộc đời này. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi chúng ta sống tỉnh thức, chúng ta có thể đối mặt với mọi thử thách mà không để chúng làm suy sụp tinh thần. Khi chúng ta không bị cuốn theo những ham muốn tầm thường, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này thực sự rất đẹp và đáng trân trọng. Điều quan trọng nhất là luôn giữ cho tâm trí mình tỉnh thức, không buông thả, và luôn sống trong sự nhận biết, hiểu rõ từng hành động và suy nghĩ của bản thân. Pháp Cú dạy rằng, người sống không phóng dật là người đã đạt đến sự giác ngộ và không bị trói buộc bởi những khổ đau của thế gian. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất để đạt được hạnh phúc thực sự. Hệ quả của sự phóng dật, khổ đau và bất hạnh. Phóng dật trong ngữ cảnh của Phật giáo không chỉ đơn thuần là sự lười biếng hay vô trách nhiệm mà là một trạng thái tâm lý, khi con người sống thiếu kiểm soát, chạy theo những ham muốn, dục vọng và bị cuốn vào những điều vô nghĩa. Sống phóng dật nghĩa là sống không có mục tiêu rõ ràng, buông thả bản thân, để cho tâm trí bị dao động bởi những cám dỗ và điều này dẫn đến khổ đau và bất hạnh. Hãy tưởng tượng một người cứ mãi sống trong sự ham muốn và không bao giờ biết thỏa mãn. Họ có thể liên tục tìm kiếm sự thỏa mãn từ của cải, danh vọng hay thú vui, nhưng càng đạt được những điều đó, họ càng cảm thấy trống rỗng. Đây chính là hậu quả của sự phóng dật, đời sống mà không có mục đích, không có sự tự giác, giống như một con thuyền không có bánh lái, trôi dạt trên biển cả mà không biết mình đang đi về đâu. Một ví dụ dễ thấy trong cuộc sống hàng ngày là khi chúng ta để bản thân bị cuốn vào những thói quen xấu như nghiện ngập, cờ bạc, hay thậm chí chỉ là việc nghiện công nghệ, tiêu tốn thời gian vào mạng xã hội một cách không kiểm soát. Tất cả những hành vi này đều là biểu hiện của sự phóng dật chúng ta không tỉnh thức, không chú tâm vào giá trị thật sự của cuộc sống mà thay vào đó chỉ chạy theo những thứ phù phiếm, tạm thời. Khi một người sống phóng dật, họ sẽ dần dần mất đi sự kiểm soát về tâm lý, cảm xúc. Những ham muốn không thể kiểm soát dẫn họ vào một vòng xoáy bất tận của sự thất vọng và đau khổ. Ban đầu, sự cám dỗ có vẻ hấp dẫn và thú vị, nhưng càng đi sâu vào, họ càng cảm thấy mình mất phương hướng, mất đi giá trị thật sự của cuộc sống. Những thú vui mà họ chạy theo ban đầu chỉ mang lại sự thỏa mãn tạm thời, nhưng sau đó sẽ để lại một khoảng trống to lớn trong lòng. Đây là sự khổ đau từ bên trong, mà chính bản thân họ đôi khi không nhận ra. Điều này cũng có thể thấy rõ trong mối quan hệ giữa người với người. Khi chúng ta sống phóng dật, chúng ta thường dễ dàng bị những cơn giận dữ, ganh ghét chi phối. Chúng ta có xu hướng phóng đại cái tôi của mình, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, và điều này dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ. Bạn có thể thấy rằng một người sống buông thả, không kiểm soát được bản thân, thường rất khó duy trì được những mối quan hệ chân thành và bền vững. Sự phóng dật không chỉ gây tổn hại cho chính người đó mà còn làm tổn thương những người xung quanh. Câu kinh Pháp Cú đã nói rất rõ, phóng dật là đường chết. Đối với Phật giáo, cái chết không chỉ đơn thuần là sự kết thúc của thể xác, mà còn là sự chết của tâm hồn, của sự giác ngộ. Khi một người sống phóng dật, họ tự đánh mất cơ hội đạt đến sự giác ngộ và giải thoát. Cuộc sống của họ sẽ bị bao phủ bởi sự u mê, vô minh, không thấy được chân lý. Họ cứ mãi sống trong sự mê lầm, không nhận ra rằng những ham muốn, dục vọng chỉ là hư ảo, và càng bám víu vào chúng, họ càng tự đánh mất chính mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có cơ hội thay đổi. Sự phóng dật giống như một căn bệnh, nhưng may mắn là căn bệnh này có thể chữa lành nếu chúng ta nhận ra nó và bắt đầu hành động. Để thoát khỏi sự phóng dật, chúng ta cần quay về với chính mình, rèn luyện sự tỉnh thức và kiểm soát bản thân. Chúng ta cần nhìn lại cuộc sống của mình, xác định những ham muốn, thói quen đang điều khiển mình và học cách từ bỏ chúng.
Một trong những phương pháp mà Phật giáo khuyên khích để thoát khỏi phóng dật là thực hành thiền định. Thiền định giúp chúng ta trở nên tỉnh thức hơn, nhận ra được những cảm xúc và suy nghĩ đang xuất hiện trong tâm trí. Khi chúng ta có thể kiểm soát được tâm trí của mình, chúng ta sẽ không còn bị cuốn vào những ham muốn vô nghĩa và bắt đầu sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, phóng dật có thể xuất hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta quá chú trọng vào việc kiếm tiền mà quên mất mục tiêu thực sự của cuộc sống, chúng ta cũng đang phóng dật. Tiền bạc là cần thiết, nhưng nếu chúng ta chỉ chạy theo nó một cách mù quáng, chúng ta sẽ mất đi sự thăng bằng trong cuộc sống. Tương tự, khi chúng ta quá chú trọng vào danh vọng, quyền lực mà quên đi những giá trị nhân văn và lòng từ bi, chúng ta cũng đang rơi vào sự phóng dật. Chỉ khi nhận ra điều này và điều chỉnh lại cuộc sống, chúng ta mới có thể tìm thấy sự an lạc thực sự. Những người sống phóng dật giống như đã chết về mặt tinh thần. Họ không còn khả năng cảm nhận những niềm vui thật sự, không còn khả năng nhìn thấy chân lý. Họ sống mà như không sống, tâm hồn bị bao phủ bởi sự vô minh và mê lầm. Họ có thể có tất cả về vật chất, nhưng lại thiếu đi niềm vui và hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, điều đáng mừng là ai cũng có thể thay đổi. Sự tỉnh thức không phải là điều gì quá xa vời hay khó khăn. Nó bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách tập trung vào hiện tại, sống có ý thức và không để bản thân bị cuốn vào những cám dỗ vô nghĩa, chúng ta có thể dần dần thoát khỏi sự phóng dật. Chúng ta không cần phải thay đổi tất cả trong một ngày, nhưng mỗi bước nhỏ đều có thể dẫn đến sự chuyển hóa lớn. Tóm lại, sống phóng dật là con đường dẫn đến khổ đau và bất hạnh, nhưng khi chúng ta nhận ra điều này và bắt đầu thay đổi, chúng ta có thể tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Bằng cách thực hành sự tỉnh thức, kiểm soát bản thân, và từ bỏ những ham muốn vô nghĩa, chúng ta có thể thoát khỏi sự ràng buộc của phóng dật và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự sống, chứ không phải chết về mặt tinh thần. Sống tỉnh thức là con đường dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã chỉ rõ sự khác biệt giữa một người sống tỉnh thức và một người sống buông thả. Người sống tỉnh thức là người không bị lôi cuốn bởi những tham muốn, sân hận, và si mê của đời sống. Họ không để tâm mình bị ảnh hưởng bởi những thứ tạm thời, mà tập trung vào việc sống đúng với những gì Phật Pháp chỉ dạy. Khi ấy, họ không chỉ đạt được sự an lạc cho bản thân, mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến người xung quanh. Sự tỉnh thức là một trạng thái mà con người hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm xúc, hành động, và suy nghĩ của mình. Điều này đòi hỏi một quá trình tu tập lâu dài, một sự kiên trì không ngừng nghỉ để đạt đến mức độ tâm lý không bị lay chuyển bởi hoàn cảnh bên ngoài. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều thứ có thể khiến chúng ta mất đi sự tỉnh thức, những áp lực công việc, mối quan hệ phức tạp, hoặc thậm chí là những cám dỗ từ vật chất và tiền bạc. Để duy trì sự tỉnh thức, chúng ta cần phải thực hiện những phương pháp cụ thể, dựa trên những nguyên tắc mà Đức Phật đã truyền dạy. Một trong những phương pháp hiệu quả để duy trì sự tỉnh thức là thiền định. Thiền không chỉ là ngồi yên, nhắm mắt và không suy nghĩ, mà còn là cách để rèn luyện tâm trí trở nên tỉnh giác và tập trung vào hiện tại. Thiền định giúp chúng ta giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, bất kể là khi đối diện với khó khăn hay thử thách. Bằng cách tập trung vào hơi thở, chúng ta có thể điều chỉnh tâm trí, từ đó làm chủ được cảm xúc và không bị cuốn theo những trạng thái tâm lý tiêu cực như sân hận, lo âu hay sợ hãi. Khi thực hành thiền định thường xuyên, chúng ta sẽ dần nhận ra sự thay đổi trong cách mình phản ứng với mọi thứ xung quanh. Những điều trước đây khiến chúng ta tức giận hay buồn bã sẽ không còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta nữa. Một phần quan trọng khác của sự tỉnh thức là việc thực hành chánh niệm. Chánh niệm, theo Phật giáo, là việc luôn chú ý và có ý thức về mọi điều mình làm, từ lời nói, suy nghĩ cho đến hành động. Chánh niệm không chỉ được thực hành trong lúc thiền mà còn trong mọi hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta ăn, chúng ta biết mình đang ăn. Khi chúng ta đi, chúng ta biết mình đang đi. Khi chúng ta nói, chúng ta biết mình đang nói và suy nghĩ trước khi phát ra lời nói. Nhờ có chánh niệm, chúng ta tránh được những hành động thiếu suy nghĩ, những lời nói vô tình gây tổn thương cho người khác. Hơn nữa, chánh niệm còn giúp chúng ta tập trung vào công việc mình đang làm, tránh được sự sao lãng và nâng cao hiệu suất làm việc. Ngoài thiền định và chánh niệm, việc thực hành từ bi và lòng yêu thương cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tỉnh thức.
Từ bi không chỉ là cảm giác thương xót người khác mà còn là khả năng thấu hiểu và giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Một người sống tỉnh thức là người luôn biết nghĩ đến người khác, không chỉ sống vì bản thân mà còn vì cộng đồng. Khi lòng từ bi và yêu thương phát triển, chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn trước những nỗi đau và khó khăn của người khác. Điều này không chỉ giúp chúng ta kết nối tốt hơn với mọi người mà còn làm cho tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Để đạt được hạnh phúc thực sự, chúng ta phải biết buông bỏ những thứ không cần thiết. Điều này có nghĩa là từ bỏ những tham muốn và mong cầu quá mức đối với vật chất. Trong Phật giáo, việc bám víu vào tài sản, danh vọng hay quyền lực chỉ khiến chúng ta thêm khổ đau, vì những thứ này đều là tạm thời và không bền vững. Một khi chúng ta nhận ra rằng không có gì là mãi mãi, chúng ta sẽ học cách buông bỏ, không còn bị chi phối bởi những dục vọng. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn mọi thứ mà là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có, không mong cầu quá mức. Khi tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản, không còn bị những ham muốn và dục vọng chi phối, đó chính là lúc chúng ta đạt được hạnh phúc thực sự. Sự tỉnh thức không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Khi một người sống tỉnh thức, họ sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình, bạn bè và cộng đồng. Họ trở thành tấm gương sáng cho những người khác noi theo. Sự tỉnh thức cũng giúp chúng ta đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Thay vì bị cuốn vào những lo âu, sợ hãi hay tức giận, người sống tỉnh thức sẽ biết cách bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hợp lý, không để cảm xúc chi phối. Cuộc sống tỉnh thức cũng mang lại sự an lạc và giải thoát về mặt tâm hồn. Khi chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những dục vọng và phiền não, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên tự do, không bị ảnh hưởng bởi những biến động của cuộc sống. Đó là trạng thái giải thoát mà Đức Phật đã nói đến, một trạng thái mà con người không còn bị đau khổ chi phối, đạt đến sự an lạc và hạnh phúc viên mãn. Để sống một cuộc sống tỉnh thức, chúng ta không cần phải từ bỏ hoàn toàn cuộc sống đời thường. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần thay đổi cách tiếp cận cuộc sống, sống một cách có ý thức, không để mình bị cuốn vào những ham muốn tạm thời và những cảm xúc tiêu cực. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những gì bên ngoài mà chính là sự bình an bên trong tâm hồn. Sống tỉnh thức không chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta mà còn giúp chúng ta trở thành người mang lại niềm vui và sự an lạc cho người khác. Cuối cùng, sự tỉnh thức là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự, không phải là hạnh phúc dựa trên vật chất mà là hạnh phúc nội tại, xuất phát từ sự giải thoát khỏi những ràng buộc và phiền não của đời sống. Đó là hạnh phúc mà mỗi chúng ta đều có thể đạt được, nếu biết sống tỉnh thức, có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Trong đời sống hiện đại đầy bận rộn và áp lực, sự tỉnh thức trở thành một điều khó thực hiện. Chúng ta thường bị cuốn vào các hoạt động thường nhật mà quên mất việc dừng lại để quan sát và nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh cũng như bên trong chính mình. Tuy nhiên, theo giáo lý của Phật giáo, tỉnh thức là chìa khóa để đạt được sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Điều này không chỉ dừng lại ở những giờ phút ngồi thiền mà còn có thể áp dụng trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hành tỉnh thức trong từng công việc hàng ngày và những lợi ích mà nó mang lại. Một trong những bài học căn bản của Phật giáo là sự tỉnh thức không chỉ đến từ việc tách biệt mình khỏi thế giới và ngồi thiền trong yên lặng. Ngược lại, sự tỉnh thức có thể được thực hành ngay cả khi bạn đang làm những công việc rất đời thường như rửa bát, quét nhà, hay đi dạo. Điểm mấu chốt ở đây là bạn phải hoàn toàn chú tâm vào hành động hiện tại, không để suy nghĩ phân tán vào quá khứ hay tương lai. Ăn uống trong tỉnh thức. Một trong những cách đơn giản nhất để bắt đầu thực hành sự tỉnh thức là thông qua việc ăn uống. Hàng ngày, nhiều người ăn uống mà không thật sự nhận thức được mình đang làm gì. Họ vừa ăn vừa xem TV, lướt điện thoại, hoặc suy nghĩ về công việc. Điều này làm cho tâm trí bị phân tán và không cảm nhận được trọn vẹn niềm vui trong việc ăn uống, thậm chí còn có thể gây ra những thói quen ăn uống không lành mạnh. Phật giáo khuyến khích việc ăn uống trong tỉnh thức, có nghĩa là bạn nên tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, cảm nhận hương vị, kết cấu của từng miếng thức ăn và biết ơn sự tồn tại của chúng. Thực hành ăn uống tỉnh thức không chỉ giúp bạn tận hưởng bữa ăn một cách sâu sắc hơn mà còn cải thiện sức khỏe. Khi bạn tập trung vào bữa ăn, bạn sẽ nhận ra cơ thể mình đã no hay cần thêm thức ăn, tránh việc ăn uống quá đà hay thiếu chất. Ngoài ra, việc ăn uống trong tỉnh thức còn giúp bạn cảm nhận được sự kết nối giữa mình và thiên nhiên, giữa con người và vũ trụ,
từ đó tạo nên cảm giác biết ơn và hài lòng với cuộc sống. Đi đứng trong tỉnh thức. Việc đi đứng, tưởng chừng như một hoạt động đơn giản và tự động của con người, lại là một cơ hội tuyệt vời để thực hành sự tỉnh thức. Trong Phật giáo, có một bài tập gọi là thiền hành, tức là thiền khi đi bộ. Mục tiêu của thiền hành là tập trung hoàn toàn vào việc đi, cảm nhận từng bước chân chạm đất, hơi thở đều đặn, và không để ý nghĩ bị phân tán bởi những lo âu hay phiền muộn. Khi thực hành thiền hành, bạn sẽ cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ giữa cơ thể và tâm trí, đồng thời giảm bớt căng thẳng, lo lắng. Không cần phải đến những nơi đặc biệt để thực hành thiền hành. Bạn có thể thực hiện nó trong những lúc đi bộ ngắn hàng ngày như từ nhà ra ngoài vườn, từ phòng làm việc ra xe, hoặc thậm chí khi đi siêu thị. Hãy bắt đầu bằng việc để ý đến mỗi bước đi, cảm nhận từng chuyển động của đôi chân và hơi thở. Khi tâm trí bạn bị phân tán bởi suy nghĩ, hãy nhẹ nhàng kéo nó trở lại với hiện tại mà không tự trách móc hay căng thẳng. Làm việc trong tỉnh thức. Công việc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người thường cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi đối mặt với hàng loạt nhiệm vụ hàng ngày. Điều này có thể khiến chúng ta dễ dàng mất đi sự tỉnh thức và bị cuốn vào guồng quay không ngừng của công việc. Thực hành tỉnh thức trong công việc không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn cải thiện hiệu suất làm việc. Một cách để thực hành tỉnh thức trong công việc là tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ hiện tại mà không để tâm trí chạy đến những việc chưa hoàn thành hay lo lắng về kết quả. Hãy làm từng việc một cách trọn vẹn, và khi hoàn thành, chuyển sang công việc tiếp theo với sự tập trung tương tự. Việc này sẽ giúp bạn không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn giảm bớt sự lo lắng về khối lượng công việc phải làm. Ngoài ra, khi gặp căng thẳng trong công việc, hãy dành ít phút để dừng lại, hít thở sâu và nhận thức rõ ràng về cảm xúc hiện tại của mình. Hãy chấp nhận chúng mà không phán xét, sau đó nhẹ nhàng đưa tâm trí trở lại công việc. Thực hành này sẽ giúp bạn không bị cuốn vào vòng xoáy của stress và áp lực. Giao tiếp trong tỉnh thức. Sự tỉnh thức không chỉ được thực hành trong những khoảnh khắc khi bạn ở một mình mà còn có thể được áp dụng trong các mối quan hệ và giao tiếp hàng ngày. Khi nói chuyện với người khác, thay vì để tâm trí phân tán vào những suy nghĩ riêng tư, hãy lắng nghe một cách chú tâm và thật sự hiện diện. Lắng nghe là một phần quan trọng của sự tỉnh thức, vì nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn người đối diện và tạo nên một sự kết nối chân thành. Khi giao tiếp tỉnh thức, bạn không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu cảm xúc, suy nghĩ của người khác, và từ đó có thể phản hồi một cách tích cực và xây dựng. Điều này sẽ làm cho các mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn, đồng thời tránh được những hiểu lầm hay xung đột không đáng có. Tỉnh thức trong cuộc sống gia đình. Gia đình là nơi chúng ta dành nhiều thời gian nhất, và việc thực hành tỉnh thức trong gia đình có thể tạo ra một môi trường sống hòa thuận, yêu thương và hạnh phúc. Khi bạn tỉnh thức trong mỗi hành động, lời nói và cảm xúc, bạn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng tích cực cho những người thân trong gia đình. Sự hiện diện trọn vẹn của bạn sẽ giúp họ cảm thấy được lắng nghe và yêu thương, từ đó tạo nên một không khí gia đình ấm áp và hạnh phúc. Hãy thực hành tỉnh thức trong những hoạt động gia đình đơn giản như nấu ăn, dọn dẹp, hay cùng nhau trò chuyện. Dành thời gian để thật sự kết nối với các thành viên trong gia đình mà không bị phân tâm bởi công nghệ hay những lo âu bên ngoài. Bằng cách này, bạn sẽ nuôi dưỡng những mối quan hệ gia đình sâu sắc và bền chặt. Tỉnh thức không phải là một khái niệm xa vời hay khó thực hiện. Thực tế, nó có thể được áp dụng vào mọi khoảnh khắc của cuộc sống, từ việc ăn uống, đi lại, làm việc cho đến giao tiếp với những người xung quanh. Khi bạn thực hành sự tỉnh thức, bạn không chỉ làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn mà còn lan tỏa sự an lạc và hạnh phúc đến những người xung quanh. Cuối cùng, tỉnh thức là con đường giúp chúng ta thoát khỏi những phiền não và khổ đau, và là chìa khóa dẫn đến sự giải thoát. Sự tỉnh thức là một khái niệm cốt lõi trong đạo Phật, là ngọn đèn soi sáng con đường giải thoát khỏi khổ đau và phiền não. Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự tỉnh thức, chúng ta cần nhận ra rằng đời sống hàng ngày đầy rẫy những cám dỗ, ham muốn và căng thẳng. Nếu không có sự tỉnh thức, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào dòng chảy của tham, sân, si và đánh mất phương hướng. Cuộc sống như vậy, theo Đức Phật, chẳng khác nào chết cái chết về mặt tâm linh và ý thức. Tỉnh thức không chỉ là sự nhận biết về những gì đang xảy ra xung quanh mà còn là sự quay về với chính mình, kiểm soát và hiểu rõ bản thân. Khi ta không sống tỉnh thức, tâm trí sẽ bị đánh lạc hướng bởi các yếu tố ngoại cảnh,
dẫn đến những hành động không suy nghĩ. Điều này giống như người đi trong sương mù, không biết phương hướng, và mỗi bước đi có thể là một bước vào vực thẳm của đau khổ. Như đã trình bày ở các chương trước, cuộc sống không tỉnh thức là cuộc sống phóng dật, tức là buông thả, để mặc cho tâm trí trôi dạt theo cảm xúc và ham muốn. Người sống phóng dật dễ dàng bị cuốn vào các dục vọng ngắn hạn như tiền bạc, quyền lực, tình yêu vật chất mà quên mất giá trị của sự thanh thản và an lạc nội tâm. Khi đó, sự chết về tinh thần dần dần xuất hiện. Họ sống mà như đã chết, bởi vì không cảm nhận được niềm vui, không thấy được sự bình an, và càng không thấy rõ con đường giải thoát. Chính vì thế, Phật giáo nhấn mạnh rằng sự tỉnh thức là cách duy nhất để thoát khỏi cái chết này. Tuy nhiên, tỉnh thức không phải là điều dễ dàng đạt được, đặc biệt khi chúng ta đang sống trong một thế giới đầy cám dỗ và phiền não. Việc duy trì sự tỉnh thức đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và một lòng hướng về chân lý. Một trong những phương pháp để rèn luyện sự tỉnh thức là thông qua thiền định, một hình thức giúp tâm trí dừng lại, không bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài, từ đó có thể quan sát rõ ràng mọi thứ diễn ra trong tâm. Thiền không chỉ là ngồi yên và hít thở, mà còn là một quá trình tự nhận thức, tự khám phá bản thân và hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mọi cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Một ví dụ điển hình cho thấy sự tỉnh thức là con đường dẫn đến an lạc chính là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Sau khi trải qua nhiều năm tìm kiếm chân lý, Ngài đã nhận ra rằng cuộc sống con người thường bị khổ đau chi phối bởi sự tham muốn, sân hận và si mê. Để giải thoát khỏi vòng luân hồi này, cần phải có sự tỉnh thức. Ngài đã rèn luyện bản thân thông qua thiền định và thực hành giáo lý về sự tỉnh giác để đạt được giác ngộ. Sau khi chứng ngộ, Đức Phật không chỉ sống một cuộc đời tỉnh thức mà còn dạy lại cho chúng ta cách thực hiện điều đó. Câu kệ, không phóng dật, đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, phóng dật như chết rồi, chính là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc tỉnh thức hay không tỉnh thức sẽ quyết định sự sống còn của chúng ta không phải về thể xác, mà về tinh thần và sự an lạc nội tâm. Người không phóng dật, tức là người sống tỉnh thức, sẽ luôn sống trong sự tự do và không bị ràng buộc bởi bất kỳ ham muốn hay đau khổ nào. Họ không chỉ sống mà còn tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, không lo lắng về tương lai hay hối tiếc về quá khứ. Ngược lại, người sống phóng dật không khác gì một người đã chết về mặt tinh thần. Dù họ có tồn tại về mặt thể xác, nhưng tâm trí của họ đã bị cuốn vào những lo toan, ham muốn và sân hận. Họ không còn khả năng kiểm soát bản thân, không thể tận hưởng niềm vui thực sự và luôn cảm thấy bất an. Điều này giống như một người bị cuốn vào dòng nước xiết mà không thể tự mình thoát ra. Một cuộc sống tỉnh thức không phải là một điều xa vời hay chỉ dành cho những người tu hành. Tất cả chúng ta, dù đang sống trong thế giới xô bồ và phức tạp này, đều có thể thực hành sự tỉnh thức để đạt được sự bình an nội tâm. Việc thực hành tỉnh thức có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày như ăn uống, đi đứng, làm việc, và đối nhân xử thế. Quan trọng là chúng ta phải ý thức rõ ràng về từng hành động, từng suy nghĩ, và từng cảm xúc của mình. Không để chúng điều khiển bản thân, mà thay vào đó, chúng ta kiểm soát chúng. Một cách thực hành tỉnh thức dễ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày là dành thời gian để quan sát hơi thở của mình. Khi tập trung vào hơi thở, tâm trí sẽ không còn bị phân tán bởi những lo toan và căng thẳng. Điều này giúp ta duy trì sự tỉnh thức và giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng hơn. Mỗi lần cảm thấy lo lắng, căng thẳng hoặc bất an, chỉ cần dừng lại vài phút để quan sát hơi thở, ta sẽ dễ dàng lấy lại sự bình tĩnh và cân bằng trong tâm hồn. Bên cạnh việc thực hành thiền định và quan sát hơi thở, sự tỉnh thức còn được thể hiện qua việc sống đúng với những giá trị đạo đức mà Phật giáo truyền dạy, chẳng hạn như từ bi, bao dung, và không làm tổn thương người khác. Một người tỉnh thức sẽ luôn biết cách tự chế ngự bản thân, không để những ham muốn vật chất lấn át, không hành động theo cảm xúc tiêu cực mà luôn giữ được sự bình tĩnh và thanh thản. Cuối cùng, sống tỉnh thức không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mà còn lan tỏa sự an lạc đến những người xung quanh. Một người sống có ý thức, biết quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác sẽ luôn tạo ra môi trường tích cực, giúp mọi người cùng tiến bộ và sống hạnh phúc hơn. Đây chính là điều mà Phật giáo luôn nhấn mạnh, hạnh phúc không chỉ là điều cá nhân mà còn là sự hòa hợp và kết nối giữa tất cả mọi người. Kết lại, câu kệ, không phóng dật, đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, phóng dật như chết rồi,
là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự tỉnh thức trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta sống tỉnh thức, tự kiểm soát được bản thân và không để bị chi phối bởi những dục vọng và lo toan, chúng ta mới thực sự sống và tận hưởng niềm an lạc thực sự. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 20 phẩm không phóng dật. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 21 phẩm không phóng dật.